Mến chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay shop Thúy An em xin giao lưu với tất cả cô chú anh chị gồm một số cây nguyệt quế, sơ ri, sâm hương, sâm song hinh, me, lâm vồ, một số cây linh sam, mai chiếu thủy mini, lựu và có một cây hải châu song cầu cô chú anh chị. Mà số 1F em giao lưu là cây nguyệt quế, giọng này rất là già và cốt cành chuẩn nha. Địa chỉ là Tân Lợi 2 Tân Hưng Thuốc Nốt Cần Thơ. Số điện thoại giao lưu cũng là Zalo là 0939700449. Tổng tàn bay từ đây đến đây 90. Đây hả? Vậy là 50. Cao tổng 85. Cực kỳ già nha cô chú anh chị. Tàn nói chung á là ấm, rất là ấm rồi. Dạ. Lá sắn hoa chùm cực kỳ già, cốt cành cũng khá lớn nha. Cái tán rộng của nó là 85. Nè, cốt cành chuẩn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0939700449. Hiện tại cây nó không có lỗi làm gì hết ha. Ngoài những cái mặt cắt mà người ta tạo dáng cây thôi, tất cả đều kéo lại hết rồi. Thân tại vị trí này em đo chuẩn 31. Nhích lên cái. Đế cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. 23. Cái này em bó bầu vận chuyển đi nha. Bao an toàn cho cô chú anh chị mình luôn ha. 1F. Em bỏ bầu vận chuyển. Nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Rồi vận chuyển toàn quốc, cây này có giá là 3.500.000 đồng tới nơi. Nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Dạ, bao sống khỏe cho cô chú anh chị mình luôn, cây thuần chậu. Hai F. Linh sam song hinh tím nguyên rin. Hàng đế cực kỳ lực. Thân cây cũng khá lớn nha. Tổng chiều cao em đo là 70. Tàn ngang ha. Ngang như thế này em đo là 85. Lưu ý nhớ kích thước nha. Cm. Dạ. Rộng nha. Rộng là 60 xăng. Nguyệt quế, ô lộn, linh sam, song hinh. Để người ta nuôi trong ống nè, cô chú anh chị nào chơi như vậy thì cũng ok. Ấy thì mình kết hợp với hòn non bộ ha, từ từ đế nó sẽ ôm theo. 45. Dạ, như thế này em đo là 32 là chiều cao sổ đế. Rồi. Thân ở đây đi ha. Dạ, tương đối 14 nha. Cũng vậy ha. Dạ, khá là lớn nha cô chú anh chị. Rồi 2F giao lưu luôn cả chậu tứ linh Biên Hòa Đồng Nai mới. Nguyên như thế này thì có giá là 2.500.000 đồng. Mã số 2F. Rồi, mã số 2F. Dạ, 2.500.000. Mã số 3F cũng là song hinh nguyên rin, nhưng cây này thì dáng bay ha. Phơm tàn cũng khá là ấm rồi. Những cây lớn lớn như thế này thì cô chú anh chị mình về tự sang chậu cho vừa ý thích của mình ha. Bay tổng. Tổng luôn gì đi. 110. Rộng tàn 55. Cái này rất là dễ xử lý nha, hoa nha cô chú anh chị. 40 là chiều cao. Thân thì cực kỳ quái, co khá là gắt nha. Dạ. Đó, đế cũng khá là đẹp. Cây cực kỳ già. Hoành như thế này em đo là 28. Đế cũng đều ha. 3F.
giao lưu với giá là 2.400.000. 2.400.000 đồng bao phí. Mà số 3F nha. Dỡ cái chậu xuống là được. Rồi đây đây coi cái thân khéo này. Rồi lắc vào đây, đây. Hiện tại cây thì lành lặn không có bị gì hết nha cô chú anh chị. Dòng này thì em giao lưu cũng khá là mạnh nha. 2.400.000. Hỗ trợ hình ảnh thêm nha. Dạ. Rồi. 400.000. Rồi cây sâm hương Đài Loan. Dòng này nó thơm từ hoa đến thân tới lá luôn nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao 47. Phơm tàn khá là mịn nè, cốt cành khá là ok. Tổng tán 60. Rộng tàn 39. Hoa của sâm hương đây ha. Cây cực kỳ già. Đế rất là quái. Chậu đất nung này em gửi đi luôn nha. Có mẹ bể thì mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. 20 là chỗ đó em đo. Dòng đế này là 48. Hiện tại đế rất là già. Cô chú anh chị mình chơi cây cảnh thì dòm vô dòng là bắt đầu mình biết rồi. Sam hương Đài Loan. Mã 4F. Hoa khá là đẹp nè. Rồi giao lưu bao phí ship tới nơi 1.500.000 đồng. Luôn chậu ha. Dạ luôn chậu em gửi đi luôn. Cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha. Cây mã số 5F. Đây là Hải Châu Sông Cầu, hàng đang hoa nha cô chú anh chị. Chiều cao tổng như thế này em đo là 79. Tàn ngang chuẩn tàn 60. Hiện tại dây ôm thân nhóc hết trơn rồi ha. Có thể là thuần dây của chú anh chị mình đợi thời gian vài ba tháng nữa cái bắt đầu mình gỡ ra được rồi nha. Hải Châu Sông Cầu. Thân tai chi cành nó thì khá ok. Đúng rồi, vô chậu sẵn cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Trên đây em đo như thế này là 14. Em đo luôn cái thân nhỏ là 18. Chậu Biên Hòa Đồng Nai mới, chậu này cũng khá là đẹp ha. Tương xứng với cây mã số 5F. Giao lưu toàn bộ phí ship đến cô chú anh chị mình có giá là 1.800.000 đồng. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây mã số 6F dòng Seri. Seri này bonsai. Hàng mình nuôi tầm tháng ngoài nữa là lên trái nha cô chú anh chị. 37 là tổng chiều cao. Tán như thế này em đo là 60. Rộng tàn là 48. Tụi em có ép tàn vô tí xíu khi mà vận chuyển á nha. Cô chú anh chị mình về bẻ theo cái chiều dây kẽm là được ha. Em đo thân. Thân như thế này là 12. Đế em đi một vòng luôn hạo 35. Thân co khá là đẹp. Dòng này thì em cũng giao lưu khá là mạnh nha. Dạ sorry, chua. Chua chua ngọt ngọt á. Rồi 6F giao lưu toàn bộ phí ship đến của chú anh chị mình. Cây này có giá 1.200.000 đồng. Mà số 7F. Cây này có giá là 1 triệu. Cũng là một dòng sorry luôn nha. Chiều cao tổng em đo là 33. Ngang như thế này em đo là 58. Là tàn dài nhất. Rộng tầm cây khoảng 30. Thân co lắc đẹp nha cô chú anh chị. Trái rồi. Này đã từng có trái hết rồi. Bây giờ cây này thì chuẩn bị lên bông cho trái. Thân tại vị trí này em báo chuẩn khoảng tầm 12. Chú anh chị mình dòm dòng đế ha. Rồi giao lưu 1 triệu đồng bao phí trọn gói tận nơi nha. 7F về sang chậu giúp em ha cô chú anh chị. Mà 8F. Cây me chua. Me này thì tụi em mới đệm dây lên. Thêm một nước nữa. Thân trực đẹp ha. 53 là tổng chiều cao.
gì thì cô chú anh chị mình thấy được rõ cái vàng xương hơn. Lá mới là lá. Dạ, nó lên búp hết trơn rồi nè. Tán là em đo 50. Thì dòng này cô chú anh chị mình về chăm sóc giữ ẩm để trong mát 1-2 ngày là bắt đầu nắng bình thường được rồi. Thân này em đo là 24. Tổng như thế này em đo là 50. Dây kẽm nên người ta quấn đế từ nhỏ, về mình có cây kìm gì mình rút ra toàn bộ là không ảnh hưởng đến sự sống của cây. Rồi cây me chua này em giao lưu với giá là 1 triệu đồng. Cây me chua mã số 9F. Rồi em đo chiều cao nha. Cao tại vị trí này là 36. Ngang của tàn em đo là 54. Búp hiện tại đang lên rất là mạnh nha cô chú anh chị. Dòng này chịu mưa chịu nắng rất là tốt nha. Đảm bảo bầu thoát nước tốt giúp em là được rồi, để tránh cái phần nó thối rễ nha. Rồi chỗ này em đo tổng là 20 nha. Phần đế này em đi dòng là 38. Me này đã từng có 1-2 đợt trái trước khi uống bonsai như thế này rồi nha cô chú anh chị. Chăm đủ sức thì cây sẽ cho trái trở lại ha. 9F giao lưu với giá cũng là 1 triệu đồng tận nơi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, với số tiền lớn thì bên em mới cần cọc một vài trăm ngàn khi mà đi nha cô chú anh chị. Mặt số 10F. Đây là cây lâm vồ. Chiều cao tổng em đo tại vị trí này là 50. Ngang như thế này em đo là 50 luôn. Dạ. Em đo trên đây nha. Như thế này là khoảng 27 hoành. Điên dòng đế 60. Mặt số 10F. Nó cứng ngắt rồi. Dạ. Rồi cây này em giao lưu với giá là 800.000 đồng. Mã số 10F. Rồi cây 11F. Cũng là hàng lâm vồ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao tổng em báo là 54. Tán em đo 40 nha. Cây có sức sống rất là dai mạnh nha cô chú anh chị. Quanh thân tại vị trí này là 8. Như thế này em đo là 52. Thân nhỏ nhưng mà đế đẹp, chi tai văn nhân khá là đẹp luôn nha. Chậu luôn hay sao? Giá này chậu luôn. Đó giờ bên em thì đóng hàng rất là cẩn thận, cô chú anh chị mình an tâm. Mua lần đầu thì có lần sau nữa ha cô chú anh chị. Rồi giao lưu với giá cây này cũng là 800.000 đồng, mã số 11E. Cây nào cũng có một cái nét đẹp riêng hết nha cô chú anh chị. Đây là dòng linh sam song huynh nguyên riêng nữa nha. Một cái đế hai thân. Chiều cao tổng em đo là 33. Tổng như thế này em đo là 60. Hiện tại cây này thì đang lên hoa cũng còn nụ khá là nhiều, cho nên cô chú anh chị nào chốt cây ở gần thì mình vẫn còn chơi hoa được tiếp nha. 16 là hoành thân. Đế này nở cực kỳ đẹp ha. Còn không mấy thì mình đợi đợt hoa sau, mình xử lý nó ra đồng loạt thì nó tím cây khá là đẹp. Cây cực kỳ già ha. 12F. Giao lưu trọn gói đến cô chú anh chị mình, cây này có giá là 800. Cái mã số 12F, 13F cũng là 800. Ai lấy hai cây một đơn hàng gộp lại thì bên em sẽ giảm giá lại 100.000 đồng nha. Chiều cao tổng em báo chuẩn cho mình là 40. Cũng là một dòng song huynh nguyên riêng, hàng này không ghép nha cô chú anh chị. Một đế hai thân. Tổng chiều dài của tán là 68 lộc phát luôn. 46 là tổng cái tán rồng. Hàng hiện tại còn nụ cực kỳ nhiều nha. Hoa linh sam này thơm, rất là thơm. 1 đế hai thân. Rồi. Thân này bảo chuẩn là 19 hoành đi.
13F. Em giao lưu bao phí ship là 800. Nhận hàng được kiểm tra thanh toán. Do vận chuyển cho nên tụi em hạn chế phần để chậu. Cây nào không vô chậu thì tụi em cứ để yên vậy ha cô chú anh chị. 14F, mình về mình sang chậu cho cây mình ưng ý hơn, thẩm mỹ theo đúng ý mình. 37 là tổng chiều cao của cây linh sam song huynh này nha. Tổng tán ngang em đo là 53. Và số điện thoại của em là 0939700449. Cô chú anh chị mình có thể dòm dưới miêu tả YouTube ha, liên hệ về số đó để mình chốt hàng nha. Cây này dáng co cực đẹp ha. Rồi, vị trí này là 13 hoành. Đế thì nở lớn hơn nha. Đó, củ đế tròn đều khá là đẹp. 14F, giao lưu chị với giá là 700.000 đồng. Đó. 15F là dòng mai chiếu thủy trung nu. Hàng này cũng không ghép nha cô chú anh chị. Chiều cao tổng em báo là 72. Tàn ngang em đo là 50. Hàng nu đều từ dưới lên trên luôn ha. Chi tay đã vô chi kẽm hết trơn rồi. Hàng này thì cũng em tụi em cũng bó tàn tí xíu khi mà vận chuyển nha, vuốt tàn lên. Một cốt thẳng đứng mã số 15F. Như thế này em đo là 22. Nu lớn ha. Và bên em giao lưu chỉ với giá là 600.000 đồng tận nơi. Mai chiếu thủy trung nu. Rồi, cây này mẫu tử. Mã số 16F. Chiều cao tổng em đo là 75. Hàng bên em là nuôi thuần chậu nha cô chú anh chị. Nên mình về thì cây cũng không có cần chăm sóc gì nhiều ha. Tưới nước hoặc là lâu lâu mình tưới thuốc dưỡng cho cây được rồi. Như thế này em đo là 55. Hoa mai chiếu thủy có mùi thơm cũng khá là dễ chịu. Và khí hậu ba miền nở hoa thì quanh năm. Rồi như thế này em đo 17 hoành. Đó, giao lưu chỉ với giá là 600.000 đồng. Giá sát nên tụi em không có giảm được với đơn hàng một cây nha cô chú anh chị, mình thông cảm giúp em ha. Mã số 17F, cụm rừng mai chiếu thủy nhỏ, kích thước nhỏ hơn tí xíu, giao lưu với giá là 450. 57 là chiều cao. Tổng như thế này em đo là 50. 6 thân nha cô chú anh chị. Dạ, lá trung luôn, hàng đang ôm nụ nha. Một thân lớn như thế này là khoảng 7-8. Rồi em đo tổng như thế này luôn nha, 40. Giao lưu với giá là 450.000 đồng trọn gói. Rồi, cây mã số 18F cũng là 450.000. 52 là tổng chiều cao. Ngang như thế này em đo là 55. Hai, bốn, sáu, tám, chín thân nha. Một cụm như thế này em đo 37. Thân lớn khoảng 7-8 à. Nhỏ thì khoảng bằng ngón tay cái. Rồi 18F giao lưu với giá là 450, bao phí trọn gói. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Cụm rừng mai chiếu thủy mã số 20F. 19F nha, 19. 57 là tổng chiều cao. Ngang như thế này em đo là 43. Cũng là hàng cụm rừng nha của chú anh chị, khá là đẹp. Hàng hoa rất là xiên. Thân lớn khoảng tầm 10. Tổng cụm như thế này là 42. Dạ. Rồi, 450. Mã số 20. Cây lùng lực. Cây này cũng 450 luôn nha cô chú anh chị. 40 là tổng chiều cao. Ngang như thế này em đo là 58. Hàng liền bệ đế phía dưới ha. Mã 20F. Lưu ý nhớ mã đi chốt đúng cây giúp em nha. Mình có thể liên hệ Zalo của em để mình chụp hình gửi lại cây chốt, nó sẽ chính xác hơn ha cô chú anh chị. 29 là tổng như thế này. Một thân lớn này em báo khoảng 12-13. Đó, 450 giao lưu toàn quốc. Mã số 20F. 21F. Lùng lực luôn. Tán là 45.
Chiều cao cây 35. Hiện tại mặt cắt cây đã rất là sống khỏe rồi. Tán tròn đều ha. Rồi như thế này em đo tại vị trí này là 16 hoành. Thân nở hơn nha. Rồi giao lưu bao phí 450, trọn gói tận nơi. Mã số 21F, 22F. Đây là cây da xanh lá lớn nha. Rồi chiều cao tổng em đo là 43. Ngang của tàn em đo là 52. Da xanh lá lớn. Cây đang tươi tốt cực kỳ nha. Như thế này em đo thân này nha. 19 hoành. Cây này hiện tại thì không có lỗi lầm gì hết ha. Giao lưu với giá là 500.000. 22F. 23F em có cái mặt hàng cây ăn trái. Cao quá hả? Đúng rồi. Rồi. Chiều cao em báo tầm 1,5 m nha cô chú anh chị. Không. Mét ai biết rồi. Đúng rồi, 1,5 m nè. Hết thước dây. Rồi đây. Lắc cái nha. Đó. Lũ Thái. Lũ Thái ha. Dạ. Cái này thì vận chuyển đường xa thì em đảm bảo cái chùm này nó không còn đủ nguyên trái này ha, tàn ngang khoảng tầm 50. Còn cái cốt này khoảng 6-7. Ở dưới thì liền bệ đế nha, em đo luôn cho. Đó ha. Báo đi. Rồi. Giao lưu với giá cây này 700.000. Nói chung là giá cực kỳ hữu nghị luôn, bao phí cây này khá là cao. Rồi cây này giá là 800. Cao tầm 1,7 m. Tàn ngang khoảng tầm 50. Đúng rồi, hàng em lựa có trái cho cô chú anh chị mình dễ hình dung, để nhầm khi mình sợ cây nó không có trái á. Nó có thể rụng nhưng mà nó làm trái lại cũng khá là nhanh và dễ trồng. Em mới lấy về lô mới, lô cũ em cũng giao lưu hết trơn rồi. Rồi, hoành thân này khoảng 7-8 nha. 21, 22. Ủa, cây 22 chứ. Hai cây này liền nha. Cái ủa cái này hai mấy? 24, 24 F giá giao lưu là 800. Hầu giống lên bàn, hầu giống dưới đất. Đây là cây mận An Phước, nhưng cô chú anh chị báo giá là phôi ha. Đó. Cao cây này hồi đo luôn đi. Đo từ đây thôi, 100. Tàn ngang 50. Mận này thì em nuôi nó già rồi, nó từng có trái hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cái này mình nuôi khoảng thời gian bắt đầu là nó ra chồi, cái ra chồi rồi. Phải cầm nó đủ. Có bông. Rồi. Rồi. Thân nha. Thân là 20. Rồi. Cây như thế này em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình chỉ là 700.000. 700.000 đồng. 25 m. Rồi cây 26F cuối clip. Mận An Phước luôn. Chiều cao cây tầm khoảng 80. Tàn ngang tầm 50. Lá non non em vận chuyển về nó bị dập á. Này em có số lượng luôn nha, cô chú anh chị nào đặt số lượng thì giá sẽ giảm lại. Cây lớn cũng có luôn ha cô chú anh chị. Rồi 21. Cây công trình có luôn. Có luôn. Trồng quán cà phê luôn. Chùa chiền rồi làm luôn. Rồi. Nhận đi trồng luôn phải không? Em không có à. 26F em giao lưu với giá cũng 700.000 nha. Rồi rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của chú anh chị mình gần xa thông qua clip này. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.